Mỗi đấu sĩ trong thế giới hoang dã đều được trang bị vũ khí để chiến đấu. Những loại vũ khí khác nhau trợ giúp cho các loài động vật trong cuộc đua giành uy thế. Vũ khí đáng sợ nhất là răng. Hầu hết động vật ăn cỏ đều có răng cửa. Đó là vũ khí lý tưởng để xé thịt con mồi. Nhưng cặp hàm đáng sợ nhất thuộc về một loài động vật ở sâu dưới đại dương. Hàm răng của cá mập có hình dáng độc đáo và vô cùng nguy hiểm. Những chiếc răng sắc nhọn của chúng thường xuyên được thay thế. Đây là những chiếc răng cưa, chúng được dùng để tiêu diệt con mồi. Không con mồi nào có thể thoát được cú đớp của cặp hàm nguy hiểm này. Một số vũ khí có thể là những cặp sừng. Sừng là vũ khí hoàn hảo để tranh giành bạn tình và xua đuổi những kẻ thù đang đói bụng. Một cặp sừng có thể ngăn chặn được những loài động vật săn mồi tấn công. Một loại vũ khí quan trọng khác của những loài săn mồi là móng vuốt. Những chiếc móng vuốt sắc nhọn này rất hữu ích. Đó là vũ khí tuyệt vời để hăm dọa và tấn công kẻ thù. Loài chim này có những móng vuốt và chiếc mỏ sắc nhọn giúp chúng rất nhiều trong việc đi săn. Rất nhiều loài động vật là những kẻ đi săn nguy hiểm. Mỏ được dùng để mổ và xé thịt con mồi. Đây là một công cụ quan trọng giúp ích cho quá trình sinh tồn. Những tay thiện xạ của tự nhiên có thể bắt con mồi với sự chính xác đáng kinh ngạc. Cá tô sốt bắn lửa từ dưới nước lên để bắt con mồi ngoài tầm với của chúng. Con mồi đôi lúc nhầm lẫn và bị thu hút bởi sóng âm của một vài loài động vật. Vũ khí bí mật của loài tôm là âm thanh. Con mồi bị tóm gọn chỉ trong nháy mắt. Kích thước chưa bao giờ là khó khăn đối với loài tôm này. Ngay cả kính cũng dễ dàng bị vỡ bởi cú tấn công của loài vật nhỏ bé này. Nhỏ bé mà nguy hiểm. Dù có kích thước nhỏ bé, nhưng các loài động vật đều có những loại vũ khí khác nhau. Chúng đều nhằm mục đích là tiêu diệt con mồi. Trong tự nhiên, cuộc sống là một cuộc chiến sinh tồn không có điểm dừng. Cả loài săn mồi và con mồi đều cố gắng tỏ ra khôn ngoan hơn kẻ kia. Và chúng chỉ chịu đầu hàng sau khi giao chiến.
Để có thể sinh tồn, những loài săn mồi đã phát triển một số chiến thuật đặc biệt. Kẻ săn mồi bậc thầy này phải bắt được một con linh dương châu Phi. Để làm được việc đó không hề đơn giản. Tuy nhiên, loài báo lại có được sức mạnh và sự nhanh nhẹn tuyệt vời. Nếu có ong, sẽ có loài ăn ong. Và nếu có cá, sẽ có loài ăn cá. Là một chuyên gia không có nghĩa là lúc nào cũng thành công. Trong cuộc chạy đua vũ trang này, không có gì là an toàn tuyệt đối. Loài rơi lắng nghe tiếng của con mồi khi đi săn vào ban đêm. Nhưng với thứ ngôn ngữ mà loài rơi hiểu được, loài bướm hóa giải cuộc tấn công bằng tiếng kêu gây khiển nhiễu của mình. Còn bọ ngựa phải giở đến mánh khóe để thoát khỏi con rơi săn mồi. Bằng cách khép cánh lại, nó có thể thoát được sự phát hiện của con rơi. Mỗi cuộc tấn công đều có sự phòng bị. Con cua này dùng san hô làm lá chắn. Nhưng nếu chừng đó vẫn chưa đủ để xua đuổi kẻ săn mồi, nó sẽ dùng cỏ chân ngỗng như một phương án dự bị. Khi gặp nguy hiểm, cá chê sẽ mở ngạnh ra. Kẻ thù có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nên buộc chúng phải luôn đề cao cảnh giác. Con bướm đang sưởi nắng dưới ánh mặt trời, nhưng con nhện này lại dùng mạng để bẫy con mồi. Con cá này giúp làm sạch những động vật ký sinh trên cơ thể của vật chủ. Hơn nữa, không lẽ nào lại bỏ qua bữa ăn ngon như thế này? Vì thế, nó tận dụng cơ hội và ăn thêm một chút nữa. Những kẻ xâm phạm sẽ dễ vấp phải một đàn kiến. Nhưng đây là loài sâu bướm đặc biệt, nó có chiến thuật tài tình để đối phó. Con sâu bướm tiết ra một chất lỏng có vị ngọt từ một tuyến trên lưng của mình, làm những con kiến bình tĩnh lại và không tấn công nó nữa. Trong tự nhiên, có một số sinh vật được tự do, còn những kẻ khác lại là nô lệ. Con quạ biết sử dụng công cụ của mình để lôi con mồi ra khỏi nơi ẩn nấp. Nhưng nếu nói đến việc sử dụng công cụ, thì động vật linh trưởng lại là đại diện xuất sắc hơn cả. Loài tinh tinh sử dụng công cụ làm vũ khí. Đây là những sinh vật tiến hóa nhất trong cuộc chạy đua vũ trang của thế giới tự nhiên. Sử dụng lối tấn công thô bạo không phải lúc nào cũng được áp dụng trong mọi cuộc chiến. Các cuộc chiến đều rất nguy hiểm, vì thế một số chiến binh của tự nhiên lại muốn chiến đấu trên sàn nhảy. Loài rùa này làm bực mình kẻ thù khi chúng bay lượn để dò xét đối thủ. Chúng đo kích cỡ của cặp mắt để quyết định xem ai là kẻ mạnh hơn. Con rùa nào có mắt to hơn thì chiến thắng, nhưng không có con nào bị thương cả. Đối với nhiều sinh vật, một cuộc trình diễn đẹp mắt cho thấy loài đó coi cuộc chiến thực sự quan trọng. Và các loại vũ khí nguy hiểm sẽ giúp các sinh vật khoe mẽ trước khi bước vào cuộc chiến sinh tử.
Nhưng cuộc trình diễn không chỉ đơn giản là để phô diễn. Những con chim mái rất thích các điệu nhảy và bài hát của chim trống. Vì vậy, những con chim trống rất vui được trình diễn. Và vậy, một màn biểu diễn là cách lý tưởng để khoe tất cả những tài năng của mình. Có sức mạnh là rất tốt, nhưng để chiến đấu, các sinh vật cần phải có sức chịu đựng. Vì thế, trong cuộc chiến chinh phục bạn tình, một số sinh vật bỏ qua một vài giai đoạn để tiến tới vũ điệu chiến tranh. Dậm chân xuống đất và gật đầu có thể làm nản lòng đối thủ, nhưng đôi khi chúng phải giao chiến trực tiếp với nhau. Có những việc không đáng phải đánh nhau, vì thế các loài động vật đều thử trước những cú đòn và sức mạnh trước khi quyết định đánh thật. Điều đó có thể khiến chúng bị thiệt mạng. Các loài động vật đôi khi dò xét sức mạnh của đối phương để đưa ra quyết định nên đánh hay không. Điều này tránh cho chúng khỏi bị thiệt hại nhiều. Loài dây rừng càng coi trọng sức mạnh hơn khi đối thủ của chúng đấu tranh đòi chiến thắng trong một cuộc chiến cần sức mạnh và lòng quả cảm. Với cơ thể thích hợp để giao chiến và cái đầu đủ cứng để chịu đòn, một số con trang bị cả vũ khí để lao vào cuộc chiến. Những cuộc chiến đều có luật lệ, nhưng không phải luật lệ nào cũng được tuân theo. Khi các đối thủ gặp nhau, chúng sẽ lao vào cuộc chiến sinh tử và các đấu sĩ sẽ thể hiện sức mạnh và uy lực của mình trong trận chiến đó. Thường thì trong mỗi trận chiến đều có người thắng kẻ bại. Khi tình huống trở nên quá nguy hiểm, một trong hai đối thủ sẽ phải rút lui và tháo chạy. Không ở đâu là an toàn cả, vì luôn có những kẻ săn mồi rình rập khắp mọi nơi. Một số sinh vật kiên nhẫn chờ đợi, trong khi những số khác là bậc thầy về ngụy trang. Nhưng dù cho cuộc tấn công đó đã được lên kế hoạch, thì một điều bắt buộc phải có, đó là yếu tố bất ngờ. Để săn được một con mồi chạy rất nhanh, điều quan trọng là phải khom mình thật thấp. Vì thế, ban đêm là thời điểm lý tưởng để loài báo đi săn. Trời tối giúp cho kẻ săn mồi tiếp cận với mục tiêu dễ dàng. Nhưng việc lựa chọn thời điểm là rất quan trọng để làm nên yếu tố bất ngờ. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể làm hỏng cả cuộc đi săn.
Không phải loài động vật nào cũng phải ra ngoài để tìm thức ăn. Thức ăn có thể có ngay sẵn ở nơi ở, chỉ cần sinh vật đó có chiến thuật đúng. Cá phẩy chân đang bơi lượn quanh một miếng mồi nhử với vẻ đầy thèm muốn. Có rất nhiều cách để bắt con mồi, và loài cá này mang đến một bất ngờ thú vị. Thoạt nhìn tưởng đó là thức ăn, hóa ra lại là lưỡi của một con rùa. Thật là một cái bẫy nguy hiểm. Trong khi một số con phải rất vất vả kiếm ăn, thì một số khác chỉ việc thư giãn và chờ đợi. Côn trùng là bậc thầy về ngụy trang với nhiều hình dáng bên ngoài khác nhau để có thể hòa mình vào với môi trường xung quanh. Tuy nhiên, côn trùng không cần phải luôn mặc bộ cánh thật của mình. Những con dẹp hút máu ngụy trang bằng phân của loài mối. Chiến thuật cho một cuộc đi săn thành công là phải biết giấu mình. Thậm chí một kế hoạch tỉ mỉ nhất không chắc chắn đảm bảo thành công 100%. Tuy nhiên, bí quyết của việc mai phục này là trông mọi thứ phải thật hoàn hảo. Cuộc sống là một quá trình rèn luyện của bản thân. Các loài động vật đôi khi phải ganh đua để tranh giành bạn tình và khẳng định quyền làm chủ lãnh địa. Cho dù kích thước cơ thể sinh vật đó to hay nhỏ, nhưng lãnh địa của chúng luôn phải được bảo vệ chặt chẽ. Loài cá nước ngọt này luôn tranh nhau vị trí đầu đàn. Cá đực có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ gia đình. Những con bọ này giao chiến với nhau để tranh giành một cục phân. Chim cổ đỏ muốn khẳng định lãnh địa lên tới hàng trăm mét vuông của mình, và chúng quyết bảo vệ lãnh địa đó cho tới chết. Còn báo được khẳng định lãnh địa lên tới 30 km vuông, và cũng như chim cổ đỏ, chúng canh chừng lãnh địa đó chừng nào còn sống. Một đàn sư tử lớn ăn hết 70 kg thịt mỗi ngày, và chúng cần phải có lãnh địa rộng tới 400 km vuông. Hổ đực có rất nhiều hổ cái trong lãnh địa của mình, và chúng có thể tấn công mọi con mồi trong lãnh địa đó. Loài động vật họ mèo lớn nhất thế giới, loài hổ Siberia, có lãnh địa lên tới hơn 1.000 km vuông. Một số loài động vật thu hút bạn tình bằng cách cất tiếng gọi.
Khỉ rú có thể nghe thấy âm thanh ở khoảng cách 2 km. Ở dưới mặt đất trong rừng, loài ếch cất tiếng gọi bạn tình vào ban đêm. Còn châu chấu cũng cất tiếng kêu để thu hút bạn tình. Nhưng cá voi mới là loài thể hiện những bản tình ca ấn tượng nhất. Một số vật dụng nhiều màu sắc được dùng để thu hút chim mái. Những chiếc lông sặc sỡ hay các màn nhảy sôi động đều là những cách thu hút chim mái. Màn trình diễn ấn tượng nhất sẽ chinh phục được bạn tình. Đối với một số loài chim, chim trống phải phô diễn được kỹ năng săn mồi điêu luyện hoặc khả năng bay lượn tai tình của mình trước khi được bạn tình chấp nhận. Một số loài động vật không chỉ muốn có lãnh địa hay bạn tình, mà chúng muốn có tất cả. Do vậy, chúng phải giao chiến với nhau. Một con ngựa thảo nguyên có tới 6 con ngựa cái phải bảo vệ. Loài hải cẩu này có lãnh địa không rộng, nhưng hải cẩu đực lại có tới 50 con hải cẩu cái và nó phải canh gác rất cẩn thận. Loài sói xám có lãnh địa rất rộng. Chỉ sói đực và sói cái đầu đàn mới có quyền được giao phối. Chúng bảo vệ một lãnh địa rộng tới 800 km2. Cuộc đấu tranh giữa các loài động vật săn mồi và con mồi đã khiến những cuộc chiến tranh hóa học diễn ra. Những chất độc khác nhau được chuẩn bị để tiêu diệt cũng như xua đuổi kẻ thù. Với nhiều kẻ săn mồi, vũ khí hóa học là công cụ quan trọng để sinh tồn. Loài rắn có một vũ khí hóa học lợi hại. Chỉ một cú đớp là nọc độc gây tê liệt con mồi của chúng sẽ được tiết ra. Ở răng nanh của con nhện này có nọc độc, có thể giúp nó tiêu hóa được con mồi dễ dàng. Thay vì giết chết con mồi ngay lập tức, một số vũ khí hóa học làm tê liệt con mồi, sau đó con mồi mới bị nuốt sống. Loài ốc nón cũng sử dụng nọc độc của mình để nhanh chóng tiêu diệt được con mồi. Loài động vật này có những xúc tu có độc. Những xúc tu đó sẽ tự bơm nọc độc khi con mồi chạm vào. Hiệu quả thấy ngay tức thì. Sử dụng vũ khí hóa học là một trong những cách tự vệ hiệu quả nhất của các loài động vật. Nọc độc đủ sức làm chùn bước bất cứ kẻ nào háu ăn nhất. Con bọ cánh cứng này tận dụng tối đa khả năng phòng thủ của mình. Những loài côn trùng khác có được các đặc tính phòng vệ nhờ vào việc ăn những thực vật có độc. Con sên biển này ăn cả những tế bào có độc của cỏ chân ngỗng, biến chúng trở thành vũ khí phòng vệ hiệu quả. Những chiếc vây có độc là vũ khí tự vệ nguy hiểm.
Các loài động vật phòng vệ dựa vào chất độc hóa học, không quan tâm nhiều lắm đến việc che giấu bản thân. Trên thực tế, việc phô bày nọc độc lại có tác dụng hơn nhiều. Có những loài sử dụng vũ khí hóa học trong việc thu hút bạn tình rất hiệu quả. Mùi hương hấp dẫn của bướm cái thu hút bướm đực từ nơi xa tìm đến nó. Con nhện này giả mang mùi hương của bướm cái để dụ những con bướm đực đến với cái bẫy chết người của nó. Loài kiến Amazon thì lại tận dụng mùi hương để che giấu sự hiện diện của mình khi ở những lãnh địa khác. Khi đối phương mất cảnh giác, chúng sẽ bất ngờ tấn công. Loài bọ này có thể bắt chước ánh sáng hóa học của đom đóm cái. Còn đom đóm đực hoàn toàn không biết trước số phận của mình, nó đã bị cám dỗ bởi sức mạnh của tình yêu. Đây là những cách tự vệ bằng vũ khí hóa học, là một phần của sự tiến hóa liên tục trong cuộc chiến sinh tồn của các loài động vật. Trong tự nhiên, những cuộc chiến tranh giành bạn tình và lãnh địa diễn ra rất khốc liệt. Những con đực cần phải chứng tỏ giá trị và sức mạnh của mình để đạt được vị trí cao hơn. Cho dù xuất hiện như thế nào, con đực luôn muốn chứng tỏ một điều, nó muốn mạnh mẽ hơn so với các đối thủ. Kích cỡ là rất quan trọng, và đối với loài voi biển, kích thước càng to càng tốt. Khi có tới hơn 50 con voi biển cái, nên nó phải luôn để ý tới những con đực khác lảng vảng xung quanh. Với kích thước lớn gấp 5 lần voi biển cái, voi biển đực nặng tới hơn 1 tấn, và đối thủ của nó cũng rất nặng ký. Nhưng sức mạnh không chỉ phụ thuộc vào kích cỡ cơ thể hay trọng lượng, mà một cặp sừng đồ sộ cũng có thể là một yếu tố quan trọng. Lông vũ cũng thể hiện sức mạnh và vẻ đẹp của những con đực. Kích cỡ cơ thể nói lên sự trưởng thành và sức mạnh, điều đó giúp đảm bảo an toàn cho con cái. Một con đực to lớn khỏe mạnh thường mang những gen tốt. Và nếu có lãnh địa riêng, đồng nghĩa với việc an toàn luôn được đảm bảo. Lãnh địa cần phải được bảo vệ, nhưng vì khu vực của con sư tử này quá rộng nên nó không thể đích thân cai quản được, vì thế nó chọn cách đánh dấu lãnh địa bằng thứ mùi đặc trưng của mình. Đối với nhiều con đực, khi cái gì đó khuất tầm mắt không có nghĩa là nó không được lưu tâm đến. Đánh dấu lãnh địa bằng mùi của mình là cách con đực cảnh cáo đối thủ của nó không được xâm phạm.
Mùi có thể dễ dàng làm đối thủ nản chí. Nhưng nếu muốn đối thủ biết mình đang ở đâu, thì sinh vật đó cần phải tạo ra tiếng động. Đối với một số loài động vật, tiếng kêu dài và trầm là dấu hiệu của một con đực to khỏe. Vì thế đối với các đối thủ nhỏ hơn thì tốt hơn là hãy tránh xa. Kích cỡ, mùi và âm thanh là những vũ khí được các loài động vật sử dụng để chứng tỏ sức mạnh và vị trí của mình. Nhưng đôi khi điều đó là không đủ. Việc là những con đực đồng nghĩa với các cuộc chạm trán nảy lửa thường xuyên diễn ra. Những kẻ đi săn rất thành thạo trong việc hạ gục con mồi. Nhưng một số con mồi đã có các cách tự vệ để thoát khỏi những vũ khí nguy hiểm của kẻ thù. Loài bọ này có bộ xương ở bên ngoài, hình thành nên một lớp vỏ bảo vệ cơ thể chắc chắn. Mặc dù có trọng lượng nhẹ, nhưng lớp vỏ của những sinh vật này rất cứng, có thể phù hợp với nhiều kiểu dáng khác nhau. Sinh vật này dùng chiếc vỏ của loài ốc để tự bảo vệ mình, nhưng khi cơ thể lớn lên và chiếc vỏ bị chật, nó phải chuyển đến một ngôi nhà khác thật nhanh. Các ấu trùng dùng đá và cành cây để bảo vệ mình. TT có lớp vảy xếp chồng lên nhau, khiến cho chúng không thể bị tấn công. Để tự vệ, loài nhím có gai thay vì có vảy. Chúng có khoảng 5.000 chiếc gai nhọn để bảo vệ mình trước kẻ thù. Gai của loài sinh vật này cũng có tác dụng tương tự như vậy. Loài nhím có thể xù lên hoặc thu những chiếc gai nhọn về khi nào muốn, và chúng có thể chống cự lại những kẻ thù mạnh nhất. Nhưng nếu muốn tránh một cuộc chạm trán, thì ẩn mình là cách phòng thủ rất hữu hiệu. Ngụy trang có thể giúp các con vật được an toàn, trừ khi chúng di chuyển. Những kẻ săn mồi đói bụng khi tấn công con cá này sẽ phải ngạc nhiên. Để bảo vệ mình, nó phồng cơ thể lên trông giống như một quả bóng. Giả bộ vóc dáng to lớn là một cách ngụy trang hay, và có những hoa văn trông giống các con mắt có thể làm kẻ thù hoảng sợ. Mực và bạch tuộc có thể di chuyển rất nhanh, nhưng khi muốn thoát thân, chúng phun ra một đám mực đen. Toàn chim choi choi tận dụng khả năng diễn xuất của mình để dụ kẻ thù ra xa tổ của nó. Nó giả vờ như đang bị gãy cánh, rồi sau đó quay trở lại với những quả trứng của mình khi nguy hiểm đã qua đi. Thật kỳ lạ là một số loài động vật còn biết giả vờ chết để tự vệ. Chim săn mồi chỉ nhận ra các cử động, chứ chúng không chú ý tới những gì nằm yên bất động.
Hầu hết các loài động vật thường phải hy sinh một bộ phận nào đó của cơ thể để cứu bản thân mình. Săn lằn có thể tự ngắt đuôi của mình. Tôm hùm có thể tự ngắt chân để thoát thân. Đặc biệt là sao biển có thể tự mọc ra cả cơ thể chỉ từ một chân. Loài cá khủng long có thể tự mọc ra các bộ phận cơ thể chỉ trong vài tuần. Chúng tận dụng khả năng trời cho này một cách triệt để. Thức ăn là điều cốt yếu để duy trì sự sống. Một cuộc chiến tranh giành thức ăn có thể rất cam go để có được thức ăn cần thiết nhằm duy trì sự sống. Đối với cá mập hổ, cuộc tranh giành giữa anh chị em của chúng bắt đầu từ rất sớm, từ khi còn trong bụng của cá mập mẹ. Các phôi thai cá mập hổ cắn xé lẫn nhau cho tới khi chỉ còn lại những con khỏe mạnh để sẵn sàng đối mặt với thế giới tàn khốc. Những cuộc tranh giành thức ăn bắt đầu ngay sau khi sinh đối với hầu hết các loài động vật. Vì thế, việc tìm được bầu vú tốt nhất là một thử thách đối với những con lợn mới sinh. Các con linh cẩu con với những chiếc răng sắc nhọn ngay từ lúc mới được sinh ra đã sẵn sàng cắn nhau để tranh giành bầu vú mẹ. Những con diều hâu cũng cạnh tranh nhau vì thức ăn. Các con lớn hơn dùng mỏ đẩy các anh chị em của mình ra khỏi tổ. Những động vật cùng loài thường tụ tập lại để ăn con mồi, nhưng trong khi ăn, chúng vẫn tranh giành nhau. Vì thế, sinh vật nào càng to khỏe thì càng có lợi. Những loài động vật khác nhau tranh giành cùng một loại thức ăn. Nổi tiếng với tốc độ chạy nhanh, nhưng loài báo không thể đọ sức được với sư tử. Những động vật ăn thịt to lớn luôn giành phần kiểm soát con mồi đối với những loài đi săn nhỏ hơn bằng sức mạnh của mình. Nhưng khi đối thủ có số lượng lớn, thì tình hình sẽ ngược lại. Cá piranha tập trung lại để chờ thời cơ. Khi khúc sông rộn lên là lúc loài cá này đang tranh giành từng miếng thịt của con mồi. Những bước chân rón rén có thể dễ dàng vồ mồi, nhưng sinh vật đó phải rất lưu ý vì có thể mình lại trở thành con mồi của kẻ khác. Con nhện này không biết có một kẻ đang đói ẩn nấp ở gần đó. Vì đang mải ăn nên nó không để ý tới kẻ xâm phạm chuẩn bị tới để cướp mất bữa ăn của mình. Đôi khi nỗ lực để tránh bị mất một bữa ăn vốn rất khó kiếm lại không thành công. Sự cạnh tranh để giành lấy thức ăn càng quyết liệt hơn khi có quá nhiều miệng ăn. Chiếc cổ dài và thon của loài kền kền có nhiều chỗ chứa thức ăn trong mùa đi săn. Chúng không cần bận tâm đến phép lịch sự khi ăn uống. Cuộc tranh giành thức ăn vẫn tiếp tục.
Thật khó khi phải một mình đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Vì vậy, để sinh tồn, một số loài động vật sống thành đàn để cùng nhau đối mặt với khó khăn. Được là thành viên trong đàn khá có lợi đối với cả kẻ đi săn lẫn kẻ bị săn. Một kẻ đang đói có thể dễ dàng tóm được một con mồi đơn độc. Nhưng nếu số lượng lớn có thể giảm bớt sự tập trung chú ý vào một con trong đàn. Và cách tự vệ tốt nhất là luôn đi theo đàn. Vì thế, sự hỗn loạn là lá chắn hiệu quả nhất cho những loài động vật bị săn. Những loài săn mồi khi đi kiếm ăn theo bầy có thể bắt được con mồi lớn hơn chúng. Việc con mồi tìm cách trốn thoát trở nên khó khăn hơn khi nó bị cả một đàn tấn công. Đàn chó rừng hỗ trợ cho nhau một cách có tổ chức để tóm gọn con mồi. Trong khi những loài săn mồi khác áp đảo con mồi về số lượng, thì sư tử chia sẻ trách nhiệm khi đi săn. Chúng nhận thức được mối nguy hiểm của việc này và chấp nhận hy sinh để đem lại lợi ích cho cả đàn. Những con khỉ này hợp tác với nhau rất hiệu quả. Khi có nguy hiểm, chúng sẽ báo hiệu cho nhau ngay lập tức. Một số con chịu trách nhiệm trông nom những con non. Còn những số khác chịu trách nhiệm canh chừng kẻ thù. Mỡ thừa và chân chỉ dùng đến nó khi sinh nở. Nhưng ngay sau khi sinh nở xong, từ một bà mẹ, nó trở thành kẻ đi săn hung dữ. Chức năng của con cái không chỉ nằm ở việc đẻ và nuôi con. Sư tử cái là những bà mẹ tận tụy và là những kẻ đi săn hung dữ. Chúng thường đi săn theo bầy. Đây là một ví dụ cho tình đoàn kết của những con cái. Ở loài linh cầu, những con linh cầu cái thường giữ vị trí đầu đàn. Những con linh cầu cái có hormone của con đực. Điều này khiến chúng lớn và khỏe hơn linh cầu đực. Chúng cũng có cơ quan sinh dục giả của con đực. Mối chúa có thể sống tới 30 năm và nuôi dưỡng hàng triệu mối thợ vì mục đích duy nhất là mối thợ sẽ canh gác và bảo vệ nó. Mối chúa bắt chúng làm việc cho tới chết.
Khiến Chúa nuôi một lực lượng lao động gồm toàn kiến cái. Đó là một bầy đàn có tổ chức nhất trên thế giới. Ong Chúa đứng đầu đàn ong, nhưng nó có thể ăn cả những quả trứng không phải do mình đẻ ra. Khi con chim cuckoo đẻ trứng vào trong tổ của con chim khác, nó đã trói buộc số phận của gia đình con chim kia. Con của nó lớn hơn các đối thủ của mình và sẵn sàng làm hại chúng. Ở loài chim này, con mái rất dữ khi nó tìm kiếm bạn tình. Chính con chim trống phải bảo vệ những quả trứng. Chim mái khi tìm kiếm bạn tình sẽ phá tan tổ của chim trống để lấy chỗ giao phối với nó. Đối với loài nhện, nhện cái thường dữ hơn nhện đực. Con nhện đực yếu ớt và hết sức cảnh giác khi con nhện cái lớn hơn nó gấp 20 lần và lại đang rất đói. Điều đó trên thực tế lại là một sự hấp dẫn nguy hiểm. Bọ ngựa đực cũng phải chịu chung số phận như vậy. Rất nhiều bọ ngựa đực đã bị ăn thịt khi đang giao phối. Còn bọ ngựa cái này đang muốn ăn thịt bạn tình. Đối với loài sóc chó, cuộc chiến tranh giành thức ăn rất quyết liệt. Một nửa trong số những con sóc chó con bị chôn sống bởi những bà mẹ hàng xóm.